Mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, chương trình xin chào chị. Dạ, mình cũng xin chào tất cả các cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Cho mình gửi lời chào tốt đẹp nhất, thân thương nhất và sức khỏe tốt nhất đến với tất cả cộng đồng mạng và cũng giống như chương trình ở đây. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ chị có thể cho quý vị khán giả biết tên của mình nè, cũng như tuổi tác hả chị ha? Dạ, mình tên là Nguyễn Thị Minh Thư, mình sinh 1967. Chị Nguyễn Thị Minh Thư, dạ. Sinh năm 1967, dạ. Có nghĩa là 56 tuổi. Dạ. Dạ, chị Thư đến từ đâu chị? Dạ, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận 8 ạ. Quận 8. Hiện nay cuộc sống, sinh sống ở quận 8, chị Thư sống bằng cái nghề nghiệp gì nè? Dạ, Thư mình thì làm từ trong công việc xưởng trong gia đình đó. Xưởng của anh chị mở cũng mấy chục năm rồi. Làm về nước uống đóng lon, cũng như là nước yến, nước nha đam, nước bí đao, nước trái cây. Yeah. Trong nước và xuất ra nước ngoài. Có nghĩa là trong nội bộ gia đình mình? Không, mướn người ngoài nhưng mà gia đình mở. Gia đình mở. Chị cũng là một thành viên trong đó. Có cổ phần không? Không, mình thất bại nhiều quá rồi, bây giờ làm công cho chị. À, có nghĩa là đi làm công cho chị mình ha. Dạ. Yeah. Lương như thế nào chị? Lương thì chị cũng trên dưới 10 triệu thôi, tăng ca thì hơn chút. Dạ. Rồi, hôm nay chị Thư đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương để nhờ chương trình tìm cho mình nửa mảnh ghép còn lại hay sao? Dạ đúng ạ. Mình cũng muốn lên chương trình này để tìm một phần nửa ghép yêu thương và các nửa phần nửa còn lại. Dạ. Rồi, hiện nay tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị? Hôn nhân của mình thì nói chung là mình lập gia đình được 4 năm thì hai đứa chia tay. Thì khi mà chia tay được khoảng mấy năm thì ông kêu là quay lại, nhưng mình nghĩ thôi đã quay đi không quay lại. Thì năm 2014 thì ông có lấy vợ 2008, thì khoảng 214 thì anh ta mất luôn, cho tới bây giờ được 9 năm. Mất luôn hả? Mất luôn. À, mất là năm 2014. 2014. Dạ. Là bị bệnh hay sao chị? Bị bệnh. Dạ. Yeah. Là tới nay luôn. Hiện đấy, nay là hai người có một người con. Có một người con. Trai gái chị? Dạ gái. Nay chắc lớn rồi ha. Dạ cũng 21, 22 rồi. Dạ. Yeah. Có gả chưa? Chưa. À, cháu còn đang đi học. Đang đi học, ở đại học hả chị? Dạ. Rồi hiện nay chị ở, chị Thư ở trên quận 8 mình có nhà không? Dạ, đang ở nhà của mình. Nhà chị luôn ha? Dạ. Ở chung với con gái? Dạ. Rồi chị cảm thấy cô đơn hay sao? Khi những cái công việc mình thấy cũng hơi buồn ở chỗ là nhiều khi mình không có người đàn ông, nên có nhiều chuyện gì mình cũng phải tự mình quán xuyến, mình gánh vác, thì đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Cũng cảm thấy hơi có nghĩa là thí dụ như là ở nhà cái bóng đèn hư thì mình cũng phải hay. Nói chung mỗi người đàn ông trong nhà thì nó cũng vẫn mạnh mẽ hơn, nó cũng làm cho mình đỡ lo sợ hơn. Có nghĩa là giống như là có một cái bức tường vững chắc ha, để giống như mà mưa bão mình trú được. Hoặc là về động viên về cái tinh thần, cho mình cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Dạ. Rồi, hôm nay chị Thư đến với chương trình, chị Thư muốn tìm cái ý trung nhân cho mình là một cái mẫu người đàn ông như thế nào mới thích hợp? Một mẫu người nói chung là khỏe mạnh, đạo đức, thật thà, làm ăn, thế thôi. Có nghĩa là mẫu người đạo đức, thật thà, biết lo làm ăn. Chị có cần anh đó có nhà không? Có thì càng tốt. Có thì càng tốt ha. Nói chung là có thì cả hai đều đỡ phải lo nhiều hơn. Dạ. Thì thường thường chị biết sao không? Chương trình ưa hỏi cái nhân vật mà để đến với chương trình tụi em á, thì cần phải nói hết ra những cái gì mà mình cần ở cái ý trung nhân của mình á, để nó dễ dàng kết nối hơn. Chứ mình nói chung chung á, thường thường các chị các anh lên đây cái nói chung chung á, thì cái mảnh ghép nó rất là khó để đến với mình. Nói chung mình cũng cần một bờ vai vững chắc, mạnh mẽ,
thật thà, yêu thương. Nói chung là về cái con người đạo đức và cái gì con người có cái về hướng thiện nhiều hơn. Mình cần người đàn ông về cái hướng thiện nhiều hơn. Ừ. Chứ cũng không cần, ví dụ mà kinh tế quá mà không có về cái hướng thiện quá thì mình cũng không thích. Nói chung là mình hướng về cái thiện, cái đó là cái chính nhiều hơn. Rồi, chương trình hiểu. Có nghĩa là chị muốn cái người đàn ông đó phải cần đòi hỏi trước tiên cái đạo đức nó phải cao. Đúng rồi. À, hướng thiện, có nghĩa là cái tâm hướng thiện đúng giống rồi. Như chị hiện thời. Đúng rồi. Chị là một mẫu người phụ nữ rất thích đi chùa đúng không? Đúng. À. Mình chuyên làm về cái phóng sanh. Sáng nay mình cũng chị đi phóng sanh. Chị ưa là phóng sanh từ thiện. Phóng sanh. Ừ. Nên thành ra về cái vấn đề mà làm ăn mà lo kiếm tiền mà thiếu đạo đức thì chị cũng không thích. Đúng rồi. À, chị thích nhất là cái anh đó phải có đạo đức. Nhậu nhẹt được không? Thôi thì cũng chút chút thì mình cũng đâu có phải là mình cũng không cấm cản được hả? Chút chút được. Còn cà phê thuốc lá sao chị? Thôi cũng được, mình cũng cho người ta thoải mái nhưng mà cái mức vừa phải để giữ sức khỏe thôi. Đúng rồi, phải giữ sức khỏe ha. Thế có nghĩa là mình cũng thoáng chút nhưng mà tại vì những cái đó cũng là cái tốt của người đàn ông mà. Thí dụ như nhiều khi họ hút điếu thuốc là giống như họ cũng tìm ra được một cái sự suy nghĩ gì đó sáng suốt. Nói chung mình cũng hiện đại về mấy cái đó lắm, chứ không có mà tính toán hay tỉ mỉ những cái đó. Nhưng mà nhiều quá thì nó cũng có hại cho sức khỏe. Trời, chị còn cần cái gì nữa không? Anh đó là cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Thôi thì ngoại hình coi được là được rồi. Coi được là sao? Thôi ví dụ như coi được là sao là mới vừa cái ý của chị mới là được. Thôi thì nói chung là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu cũng được, mình cũng không cần về ngoại hình. Đúng rồi, chị là con người có tâm đạo nè, thì đương nhiên chị sẽ hiểu được cái tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tại vì thường thường đẹp thì mất công mình phải giữ. Dạ đúng rồi. Miễn sao cái người đó xấu nhưng mà cái tâm tốt, cùng với vợ mình đi làm những cái chuyện thiện nguyện là cái này cái nọ giúp ích cho đời thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Còn cái tiền thì không phải là không cần. Đúng. Nó cũng rất là cần sống, cần thiết trong cái cuộc sống hiện tại này. Nhưng mà nó không phải là tất cả. Đúng rồi. Nếu mà mình biết nhận thức nó thì nó không phải là tất cả. Nhưng mà mình không biết nó thì nó sẽ rất là tai hại. Đúng rồi. Ý chị muốn vậy đó, đúng không? Nói chung là mình cũng thích là cái tuổi này là cũng tuổi về chiều rồi. Đúng. Nếu rồi mà hai tâm hồn cùng với nhau mà kiểu làm thì cũng làm, nhưng mà chơi cũng chơi, mà đi chùa cũng đi chùa. Mình cũng thích, cũng tham gia, cái nào cũng tham gia. Đúng không? Mình cũng thích, nhưng mà nói gì nói thì cũng phải có tiền. Rồi thí dụ như anh đó nè, ảnh cũng có đủ cái yếu tố như chị cần á, mà ảnh không có nhà. Rồi bây giờ thí dụ như đến với nhau, chị có chấp nhận để ảnh ở chung nhà với chị không? Cái đó thôi để mình xem lại. Nói chung rằng là có thì càng tốt hơn. Có thì tốt đúng hơn. Rồi không có, thí dụ như theo em nghĩ là cái anh đó có nhà, có thể chị sẽ theo ảnh thì tốt hơn. Tại vì nếu mà ảnh về nhà mình cũng được, nhưng mà những lúc mà hai đứa cơm không lành canh không ngọt hay giận nhau, ông bỏ đi mình sợ mang tiếng. Mình sợ mang quyến quê với hàng xóm, đúng anh rồi, em bạn bè ở xung quanh rằng là như vậy hiểu không? Mình không. Với lại chị còn có một cô con gái nữa. Đúng rồi. Nó cũng sẽ không thích hợp để cho anh ấy về ở chung. Cái đó là cái thực tế. Đúng rồi. Mình thì thực tế lắm. Có nghĩa là phải làm như thế nào mà anh đó có được cái nhà không cần to. Đúng. Miễn sao có cái nhà là được. Ví dụ như chị có thể theo ảnh về bên đó ở. Được. Rồi mình làm thì mình thương lượng như thế nào đó. Mình đúng cũng rồi có thể là nói anh ơi thì em cũng còn một người đứa con gái đang học, thì có thể để cho em lo cho nó khi đến nỗi ra trường. Rồi khi đó là bắt đầu do hai người thương lượng. Đúng rồi. Chứ bây giờ về ở nhà chị thì cũng hơi kẹt ha. Kẹt lắm. Đúng kẹt rồi lắm. Mình thì không thích, đã bao nhiêu năm rồi mình cũng chưa đẹp. Thì đó, bởi vì khi các chị đến với chương trình nè, thì chương trình tụi em ưa hỏi là chị có cần cái gì không, cái gì không. Không, chung chung là cái gì cũng được, cái gì cũng được. Đến khi hỏi tới đó, thấy không, không chịu, phải được cái không, này mình được phải thực tế. Đúng rồi. Thực tế cuộc sống ở thì chương trình đúng. Tụi em, chị xem những cái clip em nói chuyện rất là thực tế. Ai mà nói gì em sẽ đào sâu vô liền.
là mình phải sống cho nó thực tế. Tại vì lên đây mình đừng có nghĩ là cái cuộc phỏng vấn, nghĩ là giống như chị em mình tâm sự trò chuyện với nhau, để giống như mình đang uống cà phê mình nói đời với nhau, chứ đừng có nghĩ là cái cuộc phỏng vấn thì nó sẽ hay hơn. Nó thoải mái, người mình cần cái gì nói cái gì và không cần nói cái gì. Đó. Thì rồi bây giờ tới cái độ tuổi chị năm nay là 56 57 vậy. 57 phải không? 56 57. Ủa nãy chị nói là 1967. 67 67 thì 67 là 56 tuổi. 56 tuổi bây giờ chị tìm cái anh nào cái trong cái độ tuổi để thích hợp với chị? Từ 60 tới 70 cũng đổ lại. 70 đổ lại. 70 là bằng bà chị mình. Mình có hai bà chị. Là bà chị khoảng 70 là bằng chị mình. Chị thì mình cũng tham khảo với gia đình rồi. Quen ở độ tuổi đó về lại. Mình 70. 70 đổ lại. Tới 60. Chứ mình đừng nhỏ hơn. Đừng nhỏ hơn. Mình không thích nhỏ hơn. Có nghĩa là nhỏ hơn không được. Không được. Mình... Có nghĩa là chị cảm thấy ngại hay sao? Ngại. Ngại. Với lại sợ... Mang tiếng ha? Mang tiếng không mang tiếng, lớn hơn một ha, từ 2 tuổi trở lên cũng được. 2 tuổi trở lên cho tới 70 đổ lại. Có nghĩa là 57 bằng chị hoặc lớn hơn, tới 70 là trả lời. Đúng rồi. Nhỏ hơn là không được ha. Mình không thích nhỏ hơn. Dứt khoát luôn. Dứt khoát. Dứt khoát. Rồi. Chương trình cũng sẽ cố gắng kiếm cái mảnh ghép để phù hợp với chị. Mà chị nè, chị có xem chương trình tụi em rồi đó, chị có chấm được anh nào trên những cái video đó chưa? Có, mình và gia đình cũng có để ý một cái anh đó. Cho nên gia đình cũng khuyến khích mình đến đây. Mình thì cũng nhìn thấy cái người đó, mình thấy khuôn mặt mình cũng thích hợp với mình lắm. Cũng bằng tuổi bà chị của mình luôn. Mà mình cảm thấy người đó cái khuôn mặt rất là phúc hậu, rất là thích hợp, mặc dù người đó lớn tuổi. Cái bây giờ là cái này không phải nói là mình chấm. Đúng rồi. Chấm anh đó, mình có nói là giống như cái ấn tượng đi. Đúng rồi. Để mình còn cái cửa rộng hơn cho các cái anh khác, để chủ động kết nối với mình, chứ mình đừng có nói là mình để ý hay là cái gì thì nó sẽ bít cái cửa của mình. Đúng rồi. Bây giờ mình xem như là cái ấn tượng đi. Chị nói là ấn tượng cái anh đó, chị có thể cho quý vị khán giả biết anh đó là anh nào trên cái video đó. Cái anh đó là hình như mình không biết là tên gì này, biết Điền hay là Điền hay Điền hay gì mà ở Tân Trụ, Long An chứ phải không? 69 tuổi. À, rồi 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 rồi. Anh D. D hả? À. Mình có coi hôm buổi trưa mình ăn cơm mình coi. Mình 69 tuổi. Mình thích cái khuôn mặt của ông dễ sợ, rất là thích. Rồi. Đúng rồi, ở Tân Trụ, Long An. Đúng không? Nhưng mà thì giống như em nói nãy, chị cho dặn cho chị dễ nói chuyện hơn. Mình chỉ ấn tượng thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là mình chú ý. Đúng rồi. Tại vì mình chú ý mà mình có biết người ta có đồng ý với mình. Đúng rồi. Rồi hả, nếu mà mình nói ra cái câu mà chú ý á, thì mình sẽ làm cho hụt hẫng cho những cái anh đúng khác rồi. Để các anh khác sẽ không có cơ hội để đến với mình. Đúng rồi. Thì thôi, mình cứ chung chung đi, mình mở rộng ra đi ha. Đúng rồi. Nếu mà có anh nào khác ngoài anh D đủ tiêu chuẩn như vậy thì cứ mạnh dạn điện tới số của chương trình, thì lên đây ghi hình luôn giống như chị vậy đó, rồi chương trình sẽ gửi đường link cho chị xem. Nếu mà ok được thì chương trình sẽ mời hai anh chị đến đây một lần nữa để mình trải lòng, mình tâm sự để coi có đi đến được với nhau hay không. Dạ. Để bước đầu coi như là mình tìm hiểu á, thì chị có vui lòng trả lời chương trình lần nữa không? Tùy duyên đi. Bây giờ mình cũng không thể nói tùy duyên. Không, ý là em nói thí dụ như hai anh chị đã đồng ý với nhau á, thì chị có đồng ý để trở lại chương trình lần nữa để hai người ngồi thôi thì ghi hình đặng sao không? Nó là một cái, mình để gọi nó là cũng là một cái bằng chứng để hai anh chị nói chuyện trao đổi với nhau, rồi cho số liên lạc với nhau. Lỡ sau này cái gì nó cũng là một cái bằng chứng. Thì thêm một bảo người vệ an toàn cho chị và cho cái anh đó luôn.
thì thôi một người bạn để mình có thể chia sẻ thì về công việc hay là về trong những cái lúc như thế nào đó thì thôi cũng được, cũng không có sao. Mình cũng được. Ok ha. Rồi chị có cái điều này cũng hết sức là quan trọng nè. Chị có đồng ý cho chương trình tụi em sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Thực ra lên tới đây rồi thì đồng ý. Đồng ý ha. Có nghĩa là mọi khiếu nại sau này của gia đình chị hay là của chị bắt chương trình xóa hoặc gỡ video này xuống là sẽ không bao giờ được. Không biết, mình hiểu chứ. Trước khi đến đây mình... Rồi, cảm ơn chị. Tại vì chị như chị biết mà, tụi em mình nói cái chương trình mình gọi là chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương, gọi cho nó cái từ cho nó nghe gọi hay hay thôi, chứ thực chất tụi em là YouTube, làm YouTube. Tụi em làm YouTube là có nghĩa là tụi em cũng nhờ cái lượt xem của cô bác bà con xa gần. Ví dụ như cô bác thương tụi em, xem nhiều, like, chia sẻ, đăng ký cho tụi em thì tụi em có được cái đồng thu nhập từ YouTube, tặng tụi em giống như là có cái tiền để sinh hoạt sống hàng ngày. Rồi làm cái này nè, mình gọi là chương trình cho nó sang sang đó, để giúp cho cô chú anh chị những cái mảnh ghép mình còn trôi nổi đâu đó đến được với nhau thì tụi em cũng rất là vui, mà cô chú anh chị cũng vui nữa. Thì ngoài ra nó không có phải là một cái gì gọi là to tát lắm, hay là chỉ là cái cuộc trò chuyện giữa chị em mình vui vẻ để mình giúp cho anh chị cô chú có được một cái mảnh ghép nó yêu thương về với mình sống cái quãng đời còn lại. Rồi chị còn cái gì để nói với lại cái mảnh ghép mà chuẩn bị đến với mình không? Thôi thì bây giờ thì lên đây thì mình cũng đã là lên để mình mở lòng để cho tất cả những cái gì mà muốn ghép mảnh ghép yêu thương mà đến được với mình, hòa hợp với mình thì mình cũng mở lòng. Chị là ngoài giờ việc làm cực nhọc ra, chị có thích đi hát văn nghệ không? Trời ơi, đâu có thời gian. Về đến nhà là thời gian. Không có thời gian ha. Thời gian đâu, không có thời gian. Về đến nhà là cũng là nhà cửa dọn dẹp rồi đèn đuốc này kia. Nhà đâu có ai, có hai mẹ con. Chị, em nghe cái giọng nói của chị á, là cái quê, bây giờ chị có thể cho quý vị khán giả biết quê gốc mình đâu? Hà Nội. Nhưng mà 54. Em nghi là cái giọng Hà Nội nhưng mà 54 ha. Đúng rồi. Sanh mẹ ở đây. Vào cũng lâu rồi. Chị sanh ở đây luôn. Bố mẹ vô 54 nhưng mà sanh ở đây. Yeah. Giọng nó không có được. Bây giờ ở ngoài Hà Nội mình còn người thân không chị? Cũng còn mình ông cậu mà cũng già lắm rồi. Cũng 91, 92 á. Tính thoảng chị có khi nào về Hà Nội chơi không? Mình cũng ít có đi xa, nói chung là mình ít có đi xa. Có nghĩa là giống như mình sanh ở trong miền Sài Gòn rồi. Mình là giống như là người dân Sài Gòn gốc rồi ha. Giống như mình cũng ngoài đó mình cũng mặn mòi gì nữa ha. Dạ. Hay là sao? Hay là chỉ có thường đi du lịch không? Thì cũng gọi điện thoại về hỏi thăm này nọ kia thôi. Bên nội thì cũng mất hết rồi, còn bên ngoại thì còn mình ông cậu. Mấy em, mấy cháu thì cũng lớn rồi. Bây giờ mình nói chung là mình cũng ngại đi đường xa đó. Mình cũng không thích đi xa. Chị nè, nghe nãy nghe chị nói là chị hình như là mới vừa đi phóng sanh về phải không? Đúng rồi. Mà chị mỗi một tháng vậy là mình có bao nhiêu ngày để mình làm việc đó? Tùy theo mình. Nhiều khi tháng 7 này thì nó tốt hơn, còn mấy tháng kia thì mình cũng phát tâm. Còn nếu không đi phóng sanh thì tính là chủ nhật tuần sau là đi mua ba cái dầu muối gạo, gạo thì người ta cúng chiều rồi, dầu muối hay là chao tương gì cúng ở chùa mà chùa nuôi dưỡng những người già. Có nghĩa là nuôi những cái người già cơ nhở hay là những trẻ em nữa ha, người già trong chùa. Người già trong chùa. Trong chùa chị tâm đạo chị cũng cao ha. Cả nhà gia đình, bố mẹ, anh chị em, người nào cũng vậy. Chị có pháp danh chưa? Có pháp danh. Pháp danh luôn hả? Giờ chị có thể tiết lộ pháp danh cho quý vị khán giả. Pháp danh của Nguyễn Thị Minh Thư là pháp danh Diệu Pháp.
Diệu Pháp. Quê ở chùa gì đối diện bến xe miền Tây á, Huệ Nghiêm. Quê Nghiêm. Quê Nghiêm. Cũng mười mấy năm rồi. Là đi vô cái đường nhỏ chùa Quê Nghiêm to to ở trong bến xe miền Tây. Đối diện bến xe miền Tây. Rồi. À, chị Quy Y cũng lâu rồi ha. Lâu. Cũng thích. Cũng là một Phật tử thân thành ha. Thích lắm. Như tháng 7 vừa rồi cũng cúng chay tăng trong chùa mình, chùa Quan Thế Âm á, là cũng hai lần. Như vậy mình có đoàn không chị? Có đoàn hay là mình đi riêng lẻ? Nói chung là người ta cũng kêu gọi thì đây cũng có đoàn. Coi như là chay tăng thì cái hôm đó là tháng 5 thì cũng hơn 100 vị chay tăng. Rồi tháng 7 vừa rồi là cũng đâu 140 chay tăng. Mình cũng có lòng thành. Nói chung là có nói chung mà nếu mà anh nào mà xem được cái video này đến với chị Thư phải không? Dạ. Yeah. Thì anh đó rất là có phước. Bởi vì đây là một người rất là hiểu về đạo Phật, thì cái tâm, cái lòng từ bi rất là lớn, có thể rất là ok trong cuộc sống. Cảm ơn chương trình đã quá lời khen. Không, mà thật sự nói lại như vậy mà chị. Yeah. Mình sống ngoài cái việc kiếm tiền, mình kiếm được tiền thì mình làm những cái việc có ích cho xã hội. Đúng rồi. Đó là một cái điều rất là vui. Tự nhiên mình làm được những chuyện đó thấy vui lắm. Thích. Thấy thích nữa. Nhẹ nhàng. Thích thì mình mới đi làm được đúng không? Nếu mà không thích thì đâu có làm. Làm theo cái kiểu hăng say, làm thích. Nên nói chung là rất là thích. Đúng rồi. Trời, hôm nay chương trình cũng rất là cảm ơn chị Thư đã dành cái thời gian quý báu của mình. Tin tưởng chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương để đến đây nhờ chương trình tìm cho mình cái phần nửa còn lại. Nói mình đang trôi giạt ở đâu á. Thì chương trình cũng cầu chúc cho chị là cái mảnh ghép đó nó sẽ sớm trôi về gấp. Và nó phù hợp với chị để sau này có khi mà mình đi phóng sanh, mình đi làm chuyện thiện nguyện đó, có hai người nó đúng sẽ rồi. Rất là vui. Có bạn có bè. Có bạn có bè nó vui luôn. Đồng thì một lần nữa bây giờ chị có thể chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc chương trình ha. Dạ. Dạ mời chị. Dạ thôi, hôm nay mình đến đây là cũng chào Mảnh Ghép Yêu Thương. Thì bây giờ cũng là tới giờ kết thúc. Mình cũng xin chào tất cả anh em chú bác cộng đồng mạng một lần nữa. Thật nhiều sức khỏe, thật nhiều lời thân thương. Và cũng xin kính chúc chương trình gạt được, hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Dạ, chương trình cũng cảm ơn chị. Dạ, bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng cầu chúc cho quý vị khán giả và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Xin chào.